Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Hóng Khám Phá. Các bạn thân mến, khi mà nhắc tới chuyện bay lượn thì chúng ta thường nghĩ ngay tới máy bay, một sản phẩm phát minh vĩ đại của con người. Ngoài ra thì còn có những loài sinh vật có cánh như chim hay côn trùng. Tuy nhiên thì trong video ngày hôm nay, các bạn sẽ được tận mắt chứng kiến những loài sinh vật không hề có cánh, thậm chí còn sống dưới nước, thế nhưng vẫn có thể bay lượn trên không trung một cách bình thường. Và đó là những loài sinh vật nào? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu ngay trong video sau đây nhé! Loài đầu tiên, cá chuồn đại Tây Dương. Trên mặt biển Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, khi mọi người đi tàu qua có lúc sẽ đột nhiên nhìn thấy một đàn cá ánh bạc phóng lên từ biển. Chúng có hàng trăm con tập trung lại, có thể phóng lên không trung cách mặt nước vài mét, rồi bay ra xa vài chục mét, thậm chí trên trăm mét. Sở dĩ chúng bay được là vì cá chuồn có một cơ thể rắn chắc, vây ngực rất dài, lại nằm sát vào hai bên mình, vây đuôi ở dưới dài hơn ở trên. Kết cấu này của vây giúp cá chuồn có đủ các điều kiện để bay. Trước khi cá chuồn bay lên, đầu tiên là quẫy vây ngực, đuôi quạt mạnh sang hai bên, nâng tốc độ bơi lên nhanh nhất. Sau đó, dựa theo lực nâng do vây ngực tạo ra và lực đẩy về phía trước do vây đuôi tạo ra phóng lên khỏi mặt nước. Khi cá chuồn vọt mạnh khỏi mặt nước, cặp vây trước to rộng của nó xòe ra như cánh chim, tạo ra lực nâng, nâng nó lên khỏi mặt nước và tạo đà bay xa một chút. Về thực chất thì cá chuồn không thể bay được, đó chỉ là lượn mà thôi. Thứ hai, cá đuôi bay. Loài cá này thường sống ở khu vực vịnh Pacacayo, một vịnh nhỏ thông ra Thái Bình Dương ở tây bắc Costa Rica. Chúng sống ở trong phạm vi tương đối nhỏ hẹp với tỷ lệ sinh sản thấp. Điều đó khiến loài cá này rất nhạy cảm với thay đổi môi trường cũng như cạnh tranh rất khốc liệt để duy trì nòi giống. Nếu xem video dưới đây, có thể bạn sẽ cảm thấy kinh ngạc vì loài cá này có thể phi thân lên mặt nước và bay lên như chim trước khi có những cú nhào lộn và hạ cánh xuống mặt nước. Khung cảnh hàng ngàn con cá đuối bay lên trên khỏi mặt nước quả thực rất ấn tượng. Thật ra lý do phía sau hành động này lại rất dễ hiểu. Vào mỗi mùa sinh sản, cá đuối sẽ tập trung thành bầy lớn bơi cùng nhau. Tại đây chúng tìm cơ hội kết bạn tình với cá đuối cái. Để thu hút và chứng tỏ bản thân mình, những con cá đuối đực sẽ phi thân lên mặt nước để nhào lộn sao cho đẹp mắt nhất. Sau đó thì chúng sẽ hạ cánh với tiếng va chạm giữa cơ thể với mặt nước là lớn nhất. Để làm được điều đó, các con cá đuối đực cố gắng bay thật cao, có thể lên tới 2 mét, đồng thời dang rộng đôi cánh để tăng diện tích tiếp xúc với mặt nước để tạo tiếng nổ lớn. Thứ ba, rắn bay. Rắn là loài động vật bò sát máu lạnh, cùng lớp với các loài động vật có vảy như thằn lằn, tắc kè nhưng lại có răng. Rắn cây thiên đường hay rắn bay thiên đường là loài rắn được tìm thấy ở châu Á. Loài rắn này sinh sống ở Đông Nam Á và Nam Á. Một số người cho rằng loài rắn này hiếm nhưng ở Singapore, người ta dễ dàng bắt gặp nó ở một số nơi như rừng ngập mặn, công viên hay trong vườn. Loài rắn này có răng nanh và nọc độc, nhưng nọc độc của rắn bay thiên đường chỉ đủ để làm bất động con mồi nhỏ mà thôi. Điều đặc biệt của loài rắn này là chúng có thể cuộn chặt nửa thân mình ở phía đuôi rồi đột nhiên duỗi thẳng ra tạo một sức bật để phóng vào không trung như bay. Loài rắn có thể bay hoặc quăng xa tới trên 15 mét, chuyển từ cây nọ sang cây kia mà không phải bò xuống đất rồi lại leo lên. Đúng hơn thì trạng thái bay của rắn ở đây chính là trượt hoặc rơi từ độ cao xuống. Để bay được, rắn phải làm phẳng cơ thể, sau đó chuyển động ở trạng thái hình chữ S mang tính định tiến đều. Trước tiên thì làm phẳng hệ thống xương sườn và tự chúng tạo ra một chuyển động hình đĩa để có thể quăng được từ cao xuống thấp. Thứ tư, kiến bay. Kiến Cephalus atratus là loài kiến có kích thước lớn, toàn thân có màu đen, đầu có hình dạng như đội một chiếc mũ bảo hiểm đáng sợ và có một sức sống mãnh liệt. Nó được gọi là kiến Gulliding, nhưng trông nó giống như Darth Vader, một nhân vật trung tâm trong vũ trụ Star Wars. Loài kiến kỳ lạ này được Stephen phát hiện vào năm 2004 khi ông đang ngồi trong một khu rừng nhiệt đới. Trong khi trèo lên các tán cây chờ cho muỗi cắn để nghiên cứu, ông phát hiện vài chục con kiến nhỏ và nhận thấy một cái gì đó rất kỳ lạ.
Thay vì rơi ngẫu nhiên từ các cành cây, những con kiến nối thành một thác nhỏ và hạ cánh trở lại ngay trên vỏ cây. Và hầu hết, các con kiến đã hạ cánh an toàn, một số nơi xuống xa hơn một chút. Kỳ lạ là loài kiến này có thể xoay 180 độ trong khi đang rơi trong không khí. Thủ thuật này giúp những con kiến sống được ở trên cao. Sau đó thì chúng luôn luôn làm hết sức mình để có thể trở lại cây mà chúng đang sống. Thứ 5. Ếch bay. Các nhà khoa học Úc và Việt Nam vừa công bố phát hiện một loài ếch cây biết bay mới tại các vùng đất thấp rừng nhiệt đới Việt Nam. Phát hiện này bất ngờ bởi loài ếch mới hiện chỉ sống trong hai mảng rừng ở Việt Nam, đó là khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, Bình Thuận và rừng Tân Phú Đồng Nai. Hai khu bảo tồn nằm cách nhau chưa đầy 30 km bởi các vùng đất canh tác nông nghiệp và cách không xa thành phố Hồ Chí Minh sầm uất. Loài ếch cây mới có chiều dài cơ thể khoảng 10 cm. Nó có mảng da nối liền giữa các chi nên có thể lướt mình nhẹ nhàng từ cây này sang cây khác. Loài ếch cây Haaland không được chú ý trong thời gian dài do nó sống trên những tán cây cao. Các nhà khoa học cho biết loài ếch cây mới tại Việt Nam đang bị đe dọa do mất môi trường sống và sự xâm lấn của con người như chăn thả gia súc và thu hái lâm sản. Các vùng đất thấp rừng nhiệt đới hiện cực kỳ khan hiếm trên thế giới. Đa phần diện tích rừng ngày càng bị thu hẹp do bị ảnh hưởng bởi bùng nổ dân số, nông nghiệp và phát triển công nghiệp. Thứ 6. Thằn lằn bay. Có một loại thằn lằn sống trên cây thuộc giống rồng rất phổ biến ở các khu rừng nhiệt đới ở Đông Nam Á mà các nhà khoa học gọi nó là thằn lằn rồng bay. Một đặc điểm đậm chất rồng của loài này đó là cơ thể có vảy và nhiều hoa văn và phần đầu được bảo vệ khá kỹ. Những con thằn lằn này trông hoàn toàn bình thường nếu chúng chỉ chạy lên chạy xuống trên cây để tìm kiến và các con mồi khác. Tuy nhiên thì khi chúng phi ra khỏi cành cây và sải đôi cánh thon dài bên sườn thì ấn tượng ban đầu về loài thằn lằn này hoàn toàn thay đổi. Thay vì dính chặt trước ngực, khi bay hai bên sườn của thằn lằn rồng mở rộng và cực kỳ dài. Giữa các thanh sườn là một màng da mà khi sải dài trông rất giống cánh của chiếc máy bay đời cũ. Nếu nói một cách chính xác thì thằn lằn rồng không hẳn là bay mà đúng hơn là lướt. Bởi vì cánh của chúng không hề có lực mà chỉ có thể nâng cơ thể đi lên và giúp chúng kiểm soát phương hướng. Phần đuôi dày cũng giúp chúng vận động. Thằn lằn rồng có thể lướt được một khoảng dài lên tới 9 mét. Thằn lằn rồng nói chung thường không tiếp xúc nhiều với mặt đất. Chúng chỉ ở trên cây để tránh những loài ăn thịt. Chúng di chuyển rất nhanh và dễ dàng dọc thân cây, nhưng lại thường nằm chờ con mồi đi qua để tấn công. Khả năng bay cho phép các con được bảo vệ lãnh thổ của mình, thường là gồm 2-3 cây và một hậu cung gồm 3 con cái. Thứ 7. Vượn táo bay. Trong một số cánh rừng già của Malaysia có một loài động vật rất đáng sợ. Đó là loài vượn cáo bay, loài vật lai giữa khỉ và rơi. Sở dĩ người dân ở đây sợ hãi loài vật lai giữa khỉ và rơi bởi chúng được xem là hiện thân của ma cà rồng. Người ta đồn đại rằng loài vượn này bay lượn được trên trời và chuyên hút máu người để sống. Theo các nhà khoa học, đó hoàn toàn là những lời đồn đại nhảm nhí. Sự thật về loài vượn cáo bay không phải như vậy. Người dân địa phương sợ chúng có lẽ là bởi vì chúng có bộ dạng hết sức quái dị, là thứ lai tạp giữa khỉ và rơi. Đây là hai loài chẳng có mối liên kết gì với nhau. Chúng mang thân hình của khỉ nhưng lại có cánh của rơi. Loài vượn này có bộ màng lớn để lượn trong không trung, bay từ cây này sang cây khác. Với bộ cánh mỏng, rộng, chúng có thể liệng xa tới 150 mét từ cây nọ sang cây kia. Nếu gặp gió lớn, chúng có thể lợi dụng sức gió và bay xa hơn. Chúng có tập tính sống về đêm, trốn trên các cây cao, ít khi xuống đất. Chúng tránh xa môi trường sống của con người. Thức ăn của chúng chủ yếu là các loại quả, hạt, lá. Thì thoảng thì chúng cũng gặm vỏ cây và liếm nhựa. Có lẽ vì thế nên người dân địa phương tin rằng chúng chuyên hút máu người. Chúng mình lòng khám phá. Nếu như các bạn cảm thấy những thông tin vừa rồi là hữu ích, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh, ủng hộ chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!